Thời gian qua bao nhiêu lần nay phải nhìn người anh thương bật khóc. Rồi quay đi không nói một câu, buồn tìm lại nước mắt nghe rơi. Em là người thật sự anh thương, rồi cô đơn lại không có ai. Người hay nói anh nghe tất cả. Mọi lo âu hay những nỗi đau em chịu được bao lâu rồi đây? Giờ hãy để anh ở cạnh em, san sẻ những tâm tư của em. Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi trong lòng một đêm em khóc. Ngày mai sau sẽ có sẽ có